mời chị dùng thử nước tương Phú Sĩ của Ajinomoto. Nước tương Phú Sĩ với hương vị hài hòa làm bừng vị ngon rau củ, mang đến món rau tuyệt hảo cho bữa cơm gia đình. Nước tương Phú Sĩ chấm rau ngon, tròn sức khỏe. Đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào Quốc Nghị. Quốc Nghị chào Minh Tuấn. Minh Tuấn thấy á, mình lấy trứng gà ta, xong cái mình ngâm vào trong nước sôi, cái mình để một cái thời gian thôi, mình ăn với muối tiêu mà nó cực kỳ ngon luôn. Chính xác Minh Tuấn ơi, trứng gà ta thì rất là ngon rồi. Trứng gà ta vừa dinh dưỡng nè, vừa thơm ngon. Thì cái món của Minh Tuấn á, nó rất là đơn giản. Quốc Nghị còn rất là nhiều món ngon nè, chế biến từ trứng gà ta đó. Nghe là hấp dẫn rồi đó, đâu ông Nghị giới thiệu một cái món ăn nào đó đặc biệt được không? Sẵn sàng, nhưng mà bây giờ mình không có trứng gà ta. Đây đây, nguyên một rổ trứng gà ta dưới quê mới cho luôn. Còn tươi mới hoàn toàn luôn. Trứng gà sẵn sàng rồi, bây giờ mình giới thiệu ngay món ăn luôn ha. Quốc Nghị và Minh Tuấn và quý vị khán giả cùng vào bếp để thực hiện món ăn có tên gọi là trứng cuộn kiểu Nhật. Để thực hiện món ăn này, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: trứng gà ta, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, hành tây, cá ngừ ngâm dầu, cá gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Đối với món ăn ngày hôm nay á, quý vị khán giả lưu ý nên sử dụng trứng gà ta để món ăn chúng ta có màu vàng đẹp hơn. Phần trứng gà này á, Quốc Nghị sẽ đập ra tô, sau đó đánh nhuyễn, và Minh Tuấn lưu ý nha. Chúng ta sẽ đập ra hai tô, mỗi tô bốn quả. Ồ, tại sao mình phải chia ra như vậy ta? Chút nữa Minh Tuấn sẽ biết. Rồi. Nói chung cắt hạt lựu nhỏ. Rồi. Tiếp tục là ớt chuông xanh, Minh Tuấn nha. Rồi. Cuối cùng là hành tây, cắt hạt lựu. Phần cá ngừ ngâm dầu á, Quốc Nghị sẽ dùng nĩa để tán nhuyễn nó ra. Bây giờ Quốc Nghị sẽ đặt một cái chảo lên bếp để xào cái phần nhân. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nè. Sau khi giờ đã nóng á, Quốc Nghị sẽ cho phần hành tây vào, xào cho cái phần hành tây nó thơm lên. Chúng ta tiếp tục cho phần ớt chuông nè. Rồi chúng ta sẽ nêm vào đây 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo. Màu sắc rất là đẹp phải không Minh Tuấn? Quá là đẹp mắt và còn thơm nữa. Sau khi cái phần rau củ chúng ta xào đã nguội á, Quốc Nghị sẽ tiến hành trộn nó vào phần trứng. Cá ngừ cũng cho vào đây luôn. Minh Tuấn giúp Quốc Nghị trộn đều lên. Rồi. Quý vị khán giả lưu ý nha, để tạo hình trứng cuộn kiểu Nhật, chúng ta nên chọn chảo có cạnh vuông. Quét một lớp dầu ăn mỏng lên cái chảo này. Chúng ta nên quét một lớp dầu ăn mỏng lên chảo để trứng mịn và dễ cuộn hơn. Chúng ta sẽ cho lớp mỏng này trước. Rồi chúng ta đợi cái phần đầu tiên nó khô lại, mình sẽ cuộn lại đó Minh Tuấn. Minh Tuấn lưu ý sẽ cho cái lớp trứng không có nhân vào dưới cái lớp trứng có nhân. Rồi. Cái mặt dưới trứng nó săn lại rồi, mình sẽ cúng cái trứng. Tiếp tục cái thứ hai Minh Tuấn nha. Bây giờ Quốc Nghị sẽ cắt ra. Đó, rất là đẹp. Ở bên trong thì chúng ta thấy là cái phần nhân có đầy đủ rau củ nè, và bên ngoài là những cái lớp trứng cuộn quấn lại với nhau và tạo nên hiệu ứng của món ăn này rất là tuyệt vời luôn. Quốc Nghị sẽ cho lên đây một ít tương cà nè. Đã chuẩn bị sẵn cho Minh Tuấn một phần đây. Cảm ơn Quốc Nghị. Đã có là trứng cuộn kiểu Nhật rồi thì phải chấm với lại nước tương kiểu Nhật nữa. Đây chúng ta có nước tương Phú Sĩ, cho vào một ít ớt sắt. Nếu mà để dùng những cái từ để diễn tả hương vị của món ăn này, đó chính là sự hài hòa, cân bằng, tinh tế và tạo một cái cảm giác rất là thích thú ở trong miệng của mình khi ăn món ăn này. Khi mà chúng ta cắn qua từng lớp trứng á, thì cái mùi thơm của trứng dậy lên, và trong cùng là tất cả những cái rau củ nó có cái độ mềm mại hòa cùng với lại trứng. Và đặc biệt là khi kết hợp cùng với lại nước tương Phú Sĩ, nó tạo ra một cái sự cân bằng vị rất là tuyệt vời. Khi mà quý vị thưởng thức món ăn này, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tinh tế, cảm nhận rõ hơn mùi vị của trứng. Tin chắc nó sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác rất là thú vị. Và Quốc Nghị xin chúc quý vị khán giả thực hiện thành công với món ăn ngày hôm nay. Đến đây thì đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị, và xin hẹn gặp lại trong Món Ngon Mỗi Ngày.